chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Gen Mi. Mình là Mi, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem dấu hiệu bạn đang đi đúng hướng nhé. Mi chuẩn bị 3 trụ đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem trụ đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ, hoặc bạn có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ cho tụ 1 biết được dấu hiệu tụ 1 đang đi đúng hướng. Bạn nhận được một lá bài là Drifter. Tụ 2. Xin vũ trụ cho tụ 2 dấu hiệu để tụ 2 nhận biết là tụ 2 đang đi đúng hướng. Unmarked Trail. Rồi. Tụ 3. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết những dấu hiệu mà tụ 3 đang đi đúng hướng. The Father Gate. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mi sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin tụ bài số 1, dấu hiệu tụ 1 đang đi đúng hướng. Trust me. Xin tụ bài số 1, dấu hiệu tụ 1 đang đi đúng hướng. Các bạn tụ 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là dấu hiệu mà bạn có đang đi đúng hướng trong công việc, trong mối quan hệ, trong cuộc sống hay không. Trải bài của bạn là một trải bài đặc biệt và trải bài rất thú vị, tụ bài số 1. Bởi vì ở đây nó đang cho Mi có một cái cảm giác rằng khi chúng ta thấy rằng là mọi việc nó phải thuận buồm xuôi gió. Đây, thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái, đúng hướng thì có nghĩa rằng là việc gì nó cũng phải thuận lợi, việc gì cũng đón nhận được cái sự hỗ trợ, đón nhận được cái sự đồng ý, đồng thuận từ mọi người xung quanh. Nhưng mà có vẻ như trải bài này của các bạn, tụ bài số 1, mọi thứ nó ngược lại hoàn toàn hết. Đó là lý do mà mình nói bạn có một cái trải bài rất đặc biệt. Bạn có một cái trải bài rất là thú vị đấy. Ở bên đang có một cái cảm giác là trong công việc của các bạn hơn thiên là về cuộc sống. Tại vì cuộc sống nó hơi bị rộng, mình bóc nhỏ lại. Có thể là trong cái mảng công việc của các bạn, Mimi cảm giác được đây là một cái năng lượng mà chắc là nhiều tuần qua bạn hơi chật vật một chút xíu. Cho nên đối riêng với các bạn tụ bài số 1, cái câu hỏi mà bạn đặt ra rất lớn, cực kỳ lớn hơn so với hai tụ còn lại. Mi chưa mở bài đó, nhưng mà có cái cảm giác là như vậy. Bạn sẽ càng đặt câu hỏi rất lớn, liệu chừng không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, sao nó trật hoài. Đó, nó trầy lên trật xuống, làm không được chỗ này, thủng chỗ kia đấy. Vậy thì cái trải bài này của các bạn lại đang cho Mi thấy một cái dấu hiệu mà vũ trụ gửi đến cho các bạn tụ bài số 1 ấy. Có lẽ là cái cách làm của bạn, cái cách mà xử lý của các bạn, cái cách mà đối diện với vấn đề của các bạn tụ bài số 1 ấy, nó không giống ai cả. Có lẽ là bạn nhận được nhiều những cái ý kiến trái chiều, những cái sự mâu thuẫn, những cái bài toán, những cái bài tính, thậm chí là mọi người xung quanh có thể sẽ hỏi một câu đối với các bạn tụ bài số 1 là liệu chừng bạn làm mà bạn có biết bạn đang làm cái gì không vậy tụ 1, bạn làm liệu chừng có kế hoạch gì hay không vậy tụ 1. Mình đang có một cái cảm giác là như vậy. Theo kiểu giống như là có lẽ là bạn đón nhận nhiều những cái ý kiến theo kiểu là bạn làm mà không biết đánh giá, bạn làm mà không có biết là vén tháo công ăn việc làm, cho nên nó cứ trầy lên trật xuống như vậy. Để đâm ra nó làm cho các bạn tụ bài số 1 càng khó chịu hơn, bực hơn, phải không tụ 1? Đấy, vậy thì thực sự ra đấy lại là một cái dấu hiệu mà tụ 1 bạn lại đang đi đúng hướng. Bạn có thấy nghịch lý hay không?
Tại vì ngay từ lá bài đại diện chọn tụ của các bạn tụ bài số 1 mới đang có một cái cảm giác là bạn không có muốn dẫm lên trên cái lối mòn của bất kỳ ai cả. Có thể là người ta nghĩ rằng là bạn không có một cái kế hoạch nào cả, nhưng mà đối với các bạn tụ bài số 1, kế hoạch của bạn là phá cách, kế hoạch của bạn là phá vỡ kế hoạch thì sao? Đó, mày đang có một cái cảm giác là như vậy. Tại Drifter nó giống như kiểu ở đây nè. Tụ 1, bạn nhìn đây là một con tàu, nó đang ra khơi rồi. À, và nó chỉ có một cái con đường đi duy nhất thôi. Mà sao mà tàu mà có đi một con đường duy nhất được, nó đụng bên này, nó đụng bên kia đó. Nhưng mà bạn là theo kiểu giống như bạn sẽ chưa biết phía trước nó có cái gì. Thành ra là bạn sẽ có những cái mà tùy cơ ứng biến riêng của các bạn. Mà bạn đã gồng lên, bạn đã cố gắng lắm, chứ không phải là giống như mọi người xung quanh họ bàn ra bàn vào và có những cái ý kiến trái chiều mâu thuẫn với các bạn tụ bài số 1 đâu. Họ không cảm nhận hết được. Các bạn tụ bài số 1 ở trong trải bài của bạn, nó có một cái bài Ascending the Mountain. Ở đây là leo lên trên dốc núi đó các bạn. Họ không biết được rằng là các bạn đã đang phải chịu một cái lực nó rất là lớn đâu. Mọi người xung quanh nhìn vào, nói ra, nói vào, nói A, nói B, nói C, nhưng mà bạn đang leo dốc đó, bạn đang leo núi đó, thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái sức lực và nhiều cái thử thách. Cho nên sâu thẳm trong con người của các bạn tụ bài số 1 đôi khi nó có những cái năng lượng tiêu cực, có những cái sự phiền toái hay là bực bội, có chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà càng có những cái phiền toái, càng có những cái bực bội, nó lại càng thôi thúc các bạn tụ bài số 1 là phải gồng lên, là phải làm tiếp, là phải tiếp tục, là phải tìm cách, là không dẫm lại lối mòn. À, mới có một cái cảm giác là như vậy. Nhưng mà không biết là tất cả các bạn tụ bài số 1, bạn có lắng nghe cái lời mà thôi thúc khi mà cái cảm giác nó không có đủ tích cực, nó xuất hiện trong lòng của các bạn tụ bài số 1 hay không? Nếu như mà bạn nghe nó, mới cảm giác là bạn chính xác, chuẩn là bạn đang đi đúng hướng. Còn nếu mà bạn phớt lờ đi cái cảm giác nó khó chịu đó, mới có cái cảm giác là với cái bài Trust in Ego là chắc là bạn gọi là ngồi xuống hít thở thật sâu ba hơi, rồi bạn ngẫm lại một chút xíu tụ một. Tại vì giống như là khi mà bạn né tránh những cái cảm giác, bạn né tránh những cái cảm xúc mà bạn làm hoài mà nó chưa chuẩn theo được cái ý bạn muốn, bạn cứ né đi thôi, bạn né, bạn không có cố thử, bạn không ráng leo thêm núi nữa, bạn không cố là tìm cái cách riêng của mình, mà bạn cứ nghe theo lời của người ta đó, thì mình có cảm giác là không khéo đâu, vũ trụ lại ném vào bạn một cái sự bực bội còn lớn hơn nữa. Tại vì ở đây là bạn sẽ nhìn thấy có cái lá bài 5 of One, nó nằm ngay dưới cái lá bài Drifter. Cái người ở trong lá bài này, phụ nữ trong lá bài này đang chơi một cái ván cờ, cảm giác như là ván cờ vua đấy. À, mà nó nằm ngay dưới Drifter là kiểu giống như là bạn tụ một có những cái nước cờ mà người ta không có tiên đoán được. Thì bạn hình dung trong một cái ván cờ đối thủ mà có những cái nước đi không có tiên đoán được, thì có phải rằng là bất kể khi nào mình cũng có thể bị thua hay không? Tại vì nếu mình đoán trước được cái nước cờ của đối thủ thôi, còn gì nữa, là mình bọc đầu, mình phủ đầu, là mình thắng mất người ta rồi. Đấy, đây là năng lượng của các bạn tụ bài số 1. Mày đang có một cái cảm giác là như vậy, người ta không có tiên đoán được cái nước cờ của bạn. Thì đấy lại là một cái lợi thế của các bạn tụ bài số 1. Cho nên người ta nói ra nói vào có thể làm cho bạn bực bội, mà bạn đi theo cái lời ra nói ra hay nói vào hay mâu thuẫn đó của người ta, thì người ta bắt bài bạn được. Mày đang có cảm giác như vậy, người ta bắt bài bạn được mất kêu thì coi như trận này mình thua. Kiểu giống vậy. Thành ra ở đây mình vẫn đang nhìn thấy rằng là có thể tụ bài số 1, một vài người trong tụ bài số 1, bạn chưa có được cái nhìn mà đánh giá lại cả quá trình vừa rồi của mình thôi. À, nhưng mà chẳng sao. Có những lúc mình cũng bị tác động tâm lý, không sao cả. Còn nhóm còn lại mà vẫn giữ vững cái lập trường của mình á, hơi vất vả, hơi nhập một chút xíu, hơi khó chịu một chút xíu, nhưng không sao, bạn vẫn đang trên cái hành trình của bạn. Bạn vẫn đang trên cái quá trình để mà làm xong cái công chuyện của bạn. Bạn đang vẫn trên cái quá trình để mà đạt được cái điều mà bạn muốn, cái kết quả mà bạn muốn trong cái công chuyện này. Như bạn nhìn thấy các bạn tụ bài số 1, đây là hẳn rồi, đây nó giống như một cái bụng của con cá sấu, bụng một con cá sấu nè, nhưng nó là một cái hình ảnh của một cái con đường. Và đây là các bạn tụ bài số 1. Người ta nói gì cũng được, các bạn tụ bài số 1 vẫn cứ hí hửng đi, vẫn cứ hí hửng đi. Trước mắt nó có thể hiểm nguy cũng được, có bất kể cái gì đi chăng nữa, nhưng xung quanh hoa nở rộ để thể hiện cái tinh thần của các bạn tụ bài số 1. Bạn vẫn có những cái quyết định dấn thân riêng của mình mà không phải ai cũng hiểu đâu. Có thể đúng, tụ bài số 1 ở đây mình đang nhìn thấy là bạn chưa thực sự tận dụng tối đa những cái nguồn lực hay là những cái mà phương tiện mà bạn đang có. Nhưng mà ít nhất bạn vẫn đang có một cái gọi là một cái sự cố gắng riêng của mình.
từ 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 rồi nó sẽ như tại vì ở đây nó có một cái lá bài chính ly, nó vẫn đang cho mi nhìn thấy là còn xung quanh các bạn thuộc bài số 1 đang còn có nhiều cái phương tiện lắm. Phương tiện ở đây bạn không cần phải trông cậy hay cậy nhờ vào cụ thể người nào cả, nhưng mà nó có những cái phương tiện đấy, mới có cảm giác là vậy. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tận dụng để mà bạn phục vụ cho cái công việc hay cái kế hoạch hay cái con đường hay cái chuyện gì đó mà bạn đang theo đó giờ. Mà khi mà bạn để ý một chút xíu, bạn tận dụng tối đa được xung quanh, nó đang có cái việc này, nó đang có sẵn cái dự án nọ, nó đang sẵn cái câu chuyện kia, kiểu và bạn nương theo như vậy thì mới có cái cảm giác rằng bạn sẽ đạt được cái kết quả mà bạn hài lòng, bạn thỏa mãn. Người xung quanh nói gì không có quan trọng, quan trọng là bạn đạt được cái điều mà bạn muốn theo cái cách riêng của bạn, nó không có cần phải giống ai cả. Mình có cảm giác là vậy. Bạn cho mình nhìn kỹ hai lá bài này một chút tụ một nhé. Xin vũ trụ cho tụ một thấy rõ được dấu hiệu là tụ một đang đi đúng hướng và năng lượng của những nguồn lực đang sẵn có mà tụ một có thể tận dụng. Thấy cái bài nó tự nhiên nó bay lên mà sao nó không bay ra nữa. Ok, rồi để mình tự lấy. Wow, ok. Death. Đây là lá bài tử thần. Lá bài thứ hai là lá bài mặt trời. Bạn thấy đẹp chưa? Rồi cuối cùng là nữ tu, High Priestess. Với ba cái lá bài này nó hiện rõ là tụ một, cảm giác như bạn đang chuẩn bị có một cái hướng mới vậy. Cảm giác như bạn đang chuẩn bị sẽ có một cái sự thay đổi trong cái cách làm. Đấy, tại lúc nãy mình vẫn đang cảm giác được là còn có nhiều những cái mà tụ một vẫn chưa tận dụng tối đa, hoặc là bạn nhận thấy được cái phương tiện xung quanh mình. Thì ba lá bài này nó đang cho mình thấy để bạn có thể nhanh chóng mà cảm nhận được cái tình trạng của bạn, cảm nhận được cái giai đoạn của bạn, vị trí của bạn cũng như là cái phương tiện xung quanh mà nó đang có đó, mà nó để bạn có thể tận dụng á. Thì chỉ cần dành một cái khoảng thời gian nhỏ, thì mình đang thấy tụ bài số 1 sẽ dành một cái khoảng thời gian nhỏ theo kiểu giống như để bạn suy nghĩ coi nên hay không nên, tiến tới hay là dừng lại, làm hay là không làm, có cảm giác vậy. Tự nhiên rồi nó bừng sáng lên, mọi thứ nó rõ ràng. Bây giờ bạn đang thấy nó có những cái mà nó như bạn đang leo dốc vậy. Nhưng mà sắp tới với cái lá bài mặt trời ở đây thì mọi thứ nó bắt đầu là nó rõ ràng cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng là ai là cái người hỗ trợ và cái ý kiến của người xung quanh có thể tận dụng như thế nào. Rồi có những cái phương tiện gì. Đó là vào cái thời điểm đó thì ở đây cái lá bài Death, tử thần, nó đang cho mi cầu thể hiện khá rõ nữa là một cái hướng mới, một cái rõ ràng là một cái phương pháp, một cái hướng mới hoặc một cái cách mới nó đang mở ra cho các bạn tụ bài số 1, mà riêng của bạn thôi, không có cần phải lặp lại lối mòn của ai cả. Vậy thì cái thông điệp này nó giống kiểu như bạn hình dung trong tiếng Việt của mình, nó có cái câu thua keo này ta bày keo khác. Người xung quanh họ nói cái gì đi chăng nữa thì bạn mà làm có chưa chuẩn hay chưa theo ý bạn muốn hay chưa đạt được cái mà bạn kỳ vọng thì tự bạn tìm cái khách riêng của bạn. Cho nên lúc nãy mi vẫn đang nhìn thấy là vẫn đang chưa biết rằng là cái mà bạn có thể tận dụng là cái gì. Thì đây là tận dụng sức của mình và trí của mình. Cái cảm giác là vậy. Cho nên á, bạn không có làm chuẩn lần thứ nhất thì bạn tự sửa chữa làm theo cái cách của bạn, cái khó chịu trong người của bạn á nó cứ quyết tâm để cho bạn phải làm lại cho nó tốt hơn theo kiểu vậy. Thu keo này ta bày keo khác, cho nên đó là lúc lọc lý do đoạn đầu mình nói với các bạn tụ bài số 1, bạn sẽ có cái phá cách, bạn không có lặp lại lối mòn của bất kỳ ai hết trơn. Drifter à, bạn có cái cách riêng của bạn, nó là như vậy các bạn tụ bài số 1. Thành ra là nếu như mà bạn vẫn cảm thấy nó đang chật vật, nó đang không có theo như ý mình muốn thì vẫn là cái con đường riêng của bạn. Bạn vẫn đang đi được đúng cái hướng, ít nhất đây là cái tốt nhất bạn nghĩ ra, đây là cái tốt nhất mà bạn có thể ứng dụng được. Mọi người xung quanh hỗ trợ được thì hỗ trợ, đừng có bàn ra tán vào và gây ra cái kiểu như cái gọi là hơi hơi khó chịu trong lòng của các bạn tụ bài số 1. Nhưng mà kệ, càng khó chịu mới lại đang thấy rằng nó sẽ thúc các bạn tụ bài số 1. Bạn cứ thẳng thắn đối diện bạn đang bực là bực vì cái gì. À, mình đang nhìn thấy lá bài này còn một góc độ là thông điệp lời khuyên của vũ trụ dành cho các bạn của bài số 1. Vì sao bạn lại khó chịu? Vì sao bạn lại bực? Thì cứ bám thẳng vào cái đó và đối diện. Nó sẽ đẩy ra cho bạn những cái góc nhìn mới, nó sẽ đẩy ra cho bạn một cái kèo mới. Thu kèo này ta bày kèo khác đó, nó mở ra cho các bạn một cái kèo mới. Là như vậy, bài toán riêng của bạn không cần phải nói cho ai cả. Cảm ơn người ta vì làm cho các bạn bực mà bạn mở ra nhiều cái kèo mới, bạn mở ra nhiều cái hướng mới. Đây là một cái năng lượng sẽ có một cái hướng mới xuất hiện cho các bạn của bài số 1 đấy.
Nó là như vậy. Ok, rồi. Mi sẽ tạm ngừng bởi vì cái trải bài hôm nay rất khá khá là đơn giản đó, nhưng mà vì cái tụ bài của các bạn, tụ bài số 1, cái câu chuyện của bạn khá đặc biệt cho nên Mi hơi tốn thời gian của các bạn một chút xíu thôi. Cầu chúc cái công việc mà bạn đang theo, cái mục tiêu mà bạn đang muốn thực hiện, cái câu chuyện mà bạn phải đạt cho bằng được đó, sẽ nhanh chóng thuận lợi, và cái hướng mới nó sẽ giúp cho bạn mọi thứ nó suôn sẻ, nó thành công hơn. Tụ 1 nhé. Chúc phước lành, và hãy luôn ủng hộ Mi với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình. Bấm like yêu thích video này và cho Mi thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụ bài số 1. Chúc phước lành. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 2 đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn tổ 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là dấu hiệu mà bạn có đang đi đúng hướng hay không cho cái công việc bạn đang làm, hoàn cảnh của bạn hay câu chuyện của bạn hay cả là mối quan hệ của bạn. Thì tổ 2, bạn đang nhận được một cái trải bài rất đặc biệt, thông điệp trải bài của bạn rất đặc biệt luôn. Đây là trải bài chung á, mình không biết cụ thể cái câu chuyện của từng mỗi một người trong tụ hai là như thế nào, nhưng mà mình biết một điều là suốt cái khoảng thời gian vừa qua, nhiều tuần qua, thậm chí là cả vài tháng qua đi chăng nữa, tụ ba theo kiểu trong cuộc sống của bạn, trong công việc của bạn, trong cái câu chuyện, trong cái hoàn cảnh riêng của bạn, ở đây nó theo kiểu mình có một cái cảm giác là bạn có cái sự cố gắng của bạn để bạn làm, nhưng mà nó giống như là bạn muốn một cái điều nó tốt nhất, ai ai cũng vậy, dĩ nhiên ai cũng muốn cái điều tốt nhất xảy ra với mình, kết quả đẹp nhất nó xảy đến với mình, thành tựu tốt nhất nó đến với mình, thì tụi hai không ngoại lệ. Nhưng mà ở đây mình có cái cảm giác giống như là bạn muốn thử những cái phương pháp, hay là bạn muốn làm nhiều những cái hướng, hay là bạn đón nhận nhiều những cái cách đó khác nhau để mà bạn làm việc hay là bạn thực hiện cái điều mà bạn đang mong muốn suốt khoảng thời gian qua, mà không rõ lắm là đã đạt được cái ý của bạn muốn hay chưa nhé. Nhưng mà mình nhìn thấy là nó đang khiến cho tụ hai hơi bị căng thẳng thì phải, bị stress đó, với lại hơi bị mông lung. Đặc biệt là cái chủ đề ngày hôm nay, mình nghĩ là bạn sẽ đặt một cái câu hỏi rất lớn luôn, bạn cũng muốn biết là tại sao mà mình mãi chưa đi đúng hướng, phải không tụ bà số 2? Nhưng mà thực tế nếu như dựa trên trải bài này thì My vẫn đang nhìn thấy một điều rằng là vì bạn đã thử nhiều cách, vì bạn đã có những cái tự tạo cho mình những cái áp lực riêng suốt khoảng thời gian qua đó, thành ra là đây là một cái thời điểm hai cái lá bài đại diện chọn tụ Unmarked Gel với lại lá bài kế bên Starseed là hạt giống ngôi sao, nó đang cho mình nhìn thấy bây giờ nó đã đến một cái thời điểm á, giống như là tụ bài số 2 bạn không còn theo kiểu giống như là bạn cứ cố lên và bạn cứ ráng lên để làm cái chuyện đó, hay là để thực hiện cái nhiệm vụ hay thực hiện cái công chuyện đó nữa, mà bắt đầu nó đã lắng cho các bạn tụ bài số 2 xuống rồi, và bạn nghe coi trong lòng của mình có thích cái gọi là cái cách mà mình đang làm hay không, có thích cái đối tượng này nhất hay là không, rồi có thích, đại khái là lắng nghe cái trái tim, lắng nghe cái bản thân của mình, thay vì là cứ chạy lòng vòng suốt mấy tuần qua. Ý mình muốn chia sẻ là như vậy. Xin lỗi các bạn, đôi khi nó tìm cái chữ để mà chia sẻ nó khó. Ok, rồi. Đó, thành ra là các bạn tụ bài số 2, bạn hình dung là mình có cảm giác là mấy cái tuần qua của bạn, hay mấy ngày qua cho đến là vài tuần qua của các bạn, kiểu giống như là bạn bị rơi vào trong một cái lối mòn á, cứ lặp đi lặp lại, làm đi làm lại, thử tới thử lui, đi qua đi lại, đi lòng vòng á. Đó, mà vì giống như theo kiểu là nó có một cái gì đó, cái sự kiêu hãnh nó muốn các bạn như vậy chăng, hoặc là bạn đang có những cái mà bạn chưa có đánh giá đúng cái ngoại cảnh của mình thôi, cho nên là bạn đang chạy lòng vòng. Nhưng mà bất chợt, ok, vào khoảng thời gian gần đây, mấy ngày gần đây, hoặc là vài ngày sắp tới, thậm chí là vài tuần sắp tới, tùy người, đã hơi lâu một chút xíu, nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì tụ hai mới cảm giác là bạn tự nhiên nó bừng sáng một cái gì đó trong lòng của các bạn, nó có một cái cảm xúc, nó có một cái năng lượng, nó có một cái nhiệt huyết đó, nó thôi thúc và nó bừng sáng lên trong lòng của các bạn tụ bài số 2. Đó là cái thời điểm mà My vừa mới nói với bạn. Bạn nghe cái cảm xúc nó chỉ đường, bạn nghe cái sự yêu thích của mình hay là cái hào hứng của mình nó dẫn đường, thay vì bạn cứ chạy lòng vòng, bạn thử tùm lum hết các kiểu suốt khoảng thời gian qua. Đó, thành ra là ở đây với một cái lá bài một gậy, bạn sẽ nhìn thấy rất hay, nó có một cái quả trứng. Trong quả trứng này là có một em bé với lại một con chim, kiểu giống như là đang có một cái
Hành trình sống mới chuẩn bị ra đời đúng không tụi bà số 1? À, số 2, xin lỗi đây số 1 cái mình nói nhầm. À, số 2. Vậy thì rõ ràng nó khớp với lại cái thông điệp mà mình thấy từ nãy đến giờ ở đây. Sâu thẳm trong con người của tụi bà số 2 chuẩn bị nó đang có một cái nhận ra, chuẩn bị đang có một cái cách, chuẩn bị đang có một cái phương hướng, có một cái giải pháp, nó sẽ lóe lên, nó sẽ lộ diện. Mà từ đâu ra mà nó có cái cách mới đó, từ đâu ra mà nó có cái phương hướng mới đó, từ đâu ra mà nó có cái chuyện đó xảy đến là mới nói đó. Tự nhiên trong lòng của các bạn đó, nó có một cái cảm giác gì đó, nó có một cái cảm xúc nào đó, nó có một cái năng lượng đó, nó thôi thúc và nó thúc các bạn tụi bà số 2 ngừng lại, không có đi lạc đường nữa, không có cần phải quá stress và áp lực như vậy nữa, và bạn tập trung chỉ vào một cái đường đó, vào một cái hướng đó, vào một cái giải pháp đó duy nhất mà thôi. Đó, mình có một cái cảm giác là như vậy. Với cái lá bài 2 ly này khá đẹp nhé. Cái lá bài 2 ly bạn cho mình nhìn kỹ một chút xíu nhé tụ 2. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài 2 of cups. Wow, có cái gì nó bay ra này. À, 5 of swords, 5 kiếm. Xin vũ trụ. Wow, bạn thấy hay không? Tự nhiên mở bài cái nó tự xuất hiện luôn. Hay thật. Đây là đúng là vũ trụ trả lời đây. Bạn muốn hỏi cái này là cái gì chứ gì? Vũ trụ hất bài ra cho mình nhìn thấy để mình trả lời cho tụ 2 đây. Vậy thì đây là một cái dấu hiệu nó thể hiện rõ là tụ 2, ngay khi mà bạn ngừng lại cái việc không có chạy lăng xăng nữa, ngay khi bạn ngừng lại cái việc mà không có quay bốn phương tám hướng cái kiểu giống như vậy nữa, ngay khi mà bạn không còn stress hơn được nữa, như từ nãy đến giờ mình chia sẻ với các bạn đấy, thì nó lóe lên, bắt đầu là bạn lóe lên được một cái cách nào đó, bằng một cách nào đó mình đang có một cái cảm giác ở đây là tụ bài số 2. Bạn sẽ thấy lá bài Empress để gần cho bạn thấy nhé. Cái người mà nữ hoàng ở trong cái lá bài này nè đang có một cái baby. Đây là một cái bọc trứng đó đây nè, cái bọc trứng đó đây các bạn tụ 2. Vậy thì đáng lý ra là bạn phải làm cái cách này, bạn phải đi theo cái hướng này sớm hơn, đúng không tụ 2? Nhưng mà bạn sẽ không đi cái hướng này sớm hơn được nếu như bạn không thử những cái cách khác, và bạn không bị gọi là bẻ quẹo trái bẻ quẹo phải nhiều lần như vậy. Thành ra là mình vẫn đang nhìn thấy là nhờ bạn thử nhiều cách cho nên bạn mới nhận ra được một điều rằng đây là cái cách tốt nhất. Cái nó sẽ khiến bạn có một cái gì đó nó hào hứng, nó sẽ giúp các bạn tụ bà số 2 kiểu giống như là bộc lộ được hết cái năng lực của các bạn, có cảm giác vậy. To light you up, nhưng mà vì có thể là ở đây mình đang chưa nhìn thấy thực sự nó có một cái năng lượng theo kiểu là cầu toàn hóa đây, cho nên bạn mới muốn thử nhiều cách. Mình không chắc lắm à, nhưng mà có lẽ là bạn muốn cái điều tốt nhất thôi. Nên là bạn cứ dấn thân rồi bạn giật mình, ô bạn nhận ra. Thì vào cái thời điểm khi mà bạn nhận ra rồi đó, thì đây bạn sẽ thấy là hai cái người, hai chú mèo, không phải người, cái tư thế cầm một cái ly là đưa tới. Ở đây cũng có một chàng hiệp sĩ mèo cầm cái ly gọi là đưa tới, nó thể hiện khá rõ. Ngay khi mà bạn thống nhất ra một cái cách cuối cùng nó tốt nhất, bạn đi một cái con đường cuối cùng như vậy, thì có cái người xuất hiện họ giúp các bạn từ bài số 2. Bạn đổi cách làm, có người xuất hiện các bạn. Bạn không có lu mờ đi cái ánh đèn, cái ánh sáng của mình nữa, mà bạn thực hiện theo đúng cái mà trong con người của bạn nó thôi thúc á. Tự nhiên bạn cảm thấy nó không có còn mông lung mập mờ gì ở đây nữa, mọi thứ nó tỏ ra. Bạn thoát khỏi cái lối mòn đi lòng vòng của mình một cái rồi, là tự nhiên có người xuất hiện tới, người ta giúp các bạn ngay. Làm cho bạn đỡ nhức đầu, đỡ suy nghĩ lắm. Tại vì ở đây là lúc nãy mình có nói với các bạn tụi bà số 2, mình không dám chắc ở đây có phải là một cái năng lượng bạn cầu toàn quá hay không mà bạn lại đi lòng vòng như vậy á. Nhưng mà nó không hẳn là cầu toàn đâu. Mình đang có một cái góc nhìn kiểu giống như là bạn muốn mọi chuyện nó phải nằm ở trong cái tầm kiểm soát của các bạn, đi theo cái hướng của bạn muốn ra được kết quả như bạn kỳ vọng, kiểu giống vậy. Cho nên là bạn mới tới lui. Bạn muốn kiểu bạn muốn cái nguyên tắc riêng của mình, bạn muốn con đường riêng của mình. Cho nên nó có thể là sẽ hơi tốn một thời gian, tốn thời gian một chút xíu của các bạn tụ bài số 2 suốt khoảng thời gian qua đó. Hoặc là bạn cứ bạn cứ so đo cái này, bạn cứ tính toán cái nọ thôi. Hoặc thậm chí sẽ có một nhóm nhỏ tụ bài số 2, không hẳn là bạn thử cách này thử cách khác mà không được đâu. Đôi khi là bạn thủ thế nữa khác. Thủ thế nữa là khác cơ. Kiểu tính tới tính lui tính hoài, tính lòng vòng, kiểu giống như vậy.
mà vì chỉ là đơn giản là bạn muốn mọi thứ nó phải theo cái thứ tự của bạn, trong cái tầm kiểm soát của bạn, mà càng lúc các bạn bị stress ra thôi. Vì nhiêu đó mà nó stress ấy. Mà nhiêu đó thôi là bạn không có nhận ra được có những cái nguồn lực, đang có những cái tiềm lực, đang có những cái đối tác hay là đối tượng hay là những cái người mà xung quanh bạn hoàn toàn có thể nương nhờ cái sức của họ. Đấy, mà ngay khi, nói chung tóm lại là ngay khi bạn bừng ra được một cái cách cuối cùng thôi, mà theo đúng như những gì mà nó hào hứng và trái tim của bạn mách bảo, thì tự nhiên ở đây năng lượng nó không hẳn như là quý nhân đâu, nó có thể sẽ gọi là đồng nghiệp, nó có thể sẽ là một người bạn, nó có thể sẽ là một cái người thân cận đó, kiểu vậy. Người ta tới, người ta song hành, người ta chia sẻ sang sớt, người ta giúp đỡ bạn, người ta đem cái tấm chân tình tới cho các bạn. Tô bà số 2. Đó, nó là cái thời điểm mà khi bạn thấy là mọi thứ nó bắt đầu là nó trôi chảy, bắt đầu là mọi thứ nó thuận lợi hơn cho các bạn. Tụ bà số 2, mà ai biết đâu được, hên hên thì một nhóm nhỏ tụ bà số 2 là có năng lượng hạ, dùng chữ quý nhân cũng đúng nhỉ các bạn. Người ta giúp bạn tình cảm cũng vậy, giúp chân tình thì cũng là quý nhân. Rồi biết đâu có một nhóm nhỏ tụ 2 được cái quý nhân thực sự luôn, người ta giúp cho các bạn hẳn là về tài chánh thì sao. Đó, nhưng mà tóm lại đây là một cái trải bài mà nhờ các bạn thử nhiều cách, cho nên rút cuộc cuối cùng đó vẫn là cái cách đúng hướng. Cho nên rút cuộc cuối cùng bạn sẽ có một cái chốt hạ mà nó mới thực sự là mở ra mọi con đường cho các bạn. Tụ bà số 2 đấy, trước mắt là như vậy. Thành ra có lẽ đó là lý do mà bạn nhận được một lá bài là Wondrous Universe và Walk in Beauty, đi bước đi trong một cái vẻ mà rạng ngời của các bạn. Tụ bà số 2, khi mà bạn làm đúng cái mà cái năng lượng của các bạn, cái cảm xúc của bạn nó dẫn đường, là lá bài Empress này nó cực kỳ đẹp nha. Kiểu như bạn đang chuẩn bị tạo ra, bạn chuẩn bị xây nên, bạn chuẩn bị mở ra một cái gì đó mới đó. Tụ bài số 2. Ok rồi, trải bài của các bạn nó là như vậy. Bạn thông cảm là mi hơi tốn thời gian của các bạn vì mình đang muốn nhìn rõ một chút xíu ở đây. Đến đây thôi là mi sẽ ngừng lại tụ bài số 2 nhé. Cầu chúc cái công việc bạn đang làm, dự án bạn đang theo, con đường, câu chuyện hay là cái bất kể cái hướng nào đó của bạn thì nó sẽ nhanh chóng thuận lợi và thành công tụ 2 nhé. Hay luôn ủng hộ mi với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình, bấm like, yêu thích video này và cho mi thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụ bài số 2, chúc hanh thông và thuận lợi. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là trụ đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ 3, chúng ta đã kết nối năng lượng với nhau và xem là dấu hiệu liệu chừng là tụ 3 bạn có đang đi đúng hướng hay không trong công việc của bạn hay trong cuộc sống hay câu chuyện hay quyết định nào đó của các bạn tụ 3. Thì bạn là cái tụ bài duy nhất mà có cái dấu hiệu rõ ràng mà thẳng luôn từ vũ trụ gửi lên cho các bạn là bạn đang đi đúng hướng đấy tụ 3. Tuyệt vời, chúc mừng các bạn nhé. Vì ở đây bạn nhìn thấy cái lá bài đại diện chọn tụ The Father Gate là một cái cánh cổng, một cái cánh cửa đó. À, xa xa đây, ở đây bạn nhìn thấy một cái ánh sáng nó tỏa rạng ra như vậy, kiểu có mình có cái cảm giác là xong rồi, nó đang đến cuối cái giai đoạn, cuối cái đường hầm rồi, chuyện nó xong rồi, bây giờ là chuẩn bị chuyển qua một cái giai đoạn mới, qua một cái hành trình mới. Bạn đang đi đúng hướng luôn rồi thì bạn mới có thể thoát khỏi cái con đường hầm đó để mà bạn có thể mở qua một cái giai đoạn mới chứ. Tụ bài số 3 rồi, đặc biệt thêm cái lá bài Akasha nữa, là Akasha nó đang thể hiện rất là rõ bạn đang có một cái sự dẫn đường, bạn đang có một cái sự soi sáng mà không phải là ai soi hết á, đấng bảo hộ soi đường cho bạn. Bạn đang đi rất đúng hướng luôn. Hai lá bài này là một lời xác nhận, là một cái ký tên đóng dấu kịch chắc chắn cho tụ bài số 3 là bạn đang đúng rồi, chuyện nó đang xảy ra như vậy là đúng mạch rồi đó. Thành ra là ở đây nó đang cùng có cả hai cái lá bài Four of Swords. Mình có cái cảm giác là tụ bài số 3 bạn chỉ cần ăn ngủ thả lỏng thôi. Ăn ngủ thả lỏng cho nó khỏe, cho nó sướng thân. Bởi vì cứ có một cái cảm giác nha, vua kiếm, Justice và Discovering the Truth là khám phá cái sự thật. Rồi Discovering the Truth, khám phá sự thật, Justice là thần công lý. Nó đang thể hiện là bạn cứ đang muốn xác nhận, bạn cứ đang muốn tìm hiểu, bạn cứ đang muốn lấy lại cái thăng bằng, lấy lại được cái hợp lý, công bằng cho bản thân của mình. Theo kiểu bạn cảm thấy mọi thứ nó mờ quá, nó mông lung quá với các bạn. Nhưng mà yên tâm các bạn, tụ bài số 3 đấy, hai lá bài này vẫn là như vậy. Mình lặp lại một lần nữa, bạn đúng hướng rồi bạn à.
Mà cụ thể hơn là khi mà tụi ba bạn đi cuối một cái con đường rồi, cuối một cái đường hầm, tới một cái giai đoạn chu kỳ mới cuộc sống của bạn, hay cái việc nào đó bạn đang làm, cái cánh cửa nó mở ra rồi, mà cảm giác như là bạn suy nghĩ hoài, đắn đo hoài thôi. Bạn coi coi, không phải không biết phải chừng là tới cuối đường hầm chưa? Đây có phải là một cái khởi đầu mới chưa? Đây có phải là cơ hội hay chưa? Liệu chừng cái đằng bên đặt bên kia, đằng sau cánh cửa là cái gì đó, nó làm cho các bạn cứ là nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui hoài. Nhưng mà với cái năng lượng này, mình nghĩ chắc là tụi bà số 3 bạn còn cần thêm vài ngày nữa để mà bạn suy nghĩ nhiều về cái điều này đó. Bạn có thể cần thậm chí cả là vài tuần nữa cơ, chả sao cả, không 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 có vấn đề gì cả. Bạn kẹt ở trong cái đường hầm quá lâu rồi. Với cái trải bài này là khi mà bạn bất ngờ bạn nhìn thấy ánh sáng, bạn hồ nghi ánh sáng là đúng rồi. À, đây, thậm chí cả cái bài Akasha này mình cũng để gần để cho bạn thấy là tụ bài số 3. Bạn thấy một cái bóng bạn nó lẻ loi như vậy giữa một cái đền nó mông lung lắm, bạn cũng không biết có nên đi tiếp hay không, quẹo trái hay quẹo phải không biết chừng nữa. Rồi thấy cái cánh cổng này, đây cái cánh cổng cuối đường 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 hầm hay cuối cái đền cũng chả tin lắm nữa. Không không sao cả. Ừ. Nên nó rất là hợp lý, theo như cái quy trình tâm lý của một con người là hợp lý. Nhưng mà khi chúng ta đã gặp nhau trong cái trải bài này thì chúng ta đã có một cái sự tự tin hơn, một cái sự vững tin hơn rằng là bạn mà đi được đến đây nè. À, bạn mà tự nhiên khi không thấy nó có một cái gì chuẩn bị mở ra, một cơ hội mới chăng, một nhân duyên mới chăng, một cái cánh cửa mới chăng, thì đó đều là cái sự dẫn đường của đấng bảo hộ cả. Cho nên bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đó là lý do bạn thấy ở đây nó có một ông tu sĩ, thiền sư cũng được, đang ngồi thiền đó bạn. Ngồi không cần phải làm gì cho nó mệt hết, nhắm mắt lại khỏi cần mở mắt ra nữa. Bên này cũng vậy, là một cái người đang nằm ngủ trên cái mặt trăng. Và ở đây nó có những cái lông vũ này, nó thường tượng trưng cho dấu hiệu xuất hiện của Guardian Angel, thiên thần bảo hộ đấy. Thành ra nó đang cho mình có một cái cảm giác rằng là vũ trụ, ông trời, thượng đế vẫn kêu bạn thôi thì đi ngủ đi cho nó khỏe, suy nghĩ nhiều chứ cho nó nhức đầu, bạn nhức đầu đủ lắm rồi. Đấy, thì trong cái giấc ngủ của bạn, mà hình dung cái cô gái này ngủ nó có những cái lông vũ này nè, trong cái giấc ngủ của bạn biết đâu chừng bạn sẽ nhận được thêm nữa nhiều những cái sự dẫn đường, nhiều nhiều nữa những cái dấu hiệu. Để cho bạn củng cố lại cái niềm tin, để bạn có thể hiểu rõ được rằng a, ánh sáng này không có phải là ảo ảnh, kiểu kiểu như vậy. Vì bạn đang bạn bạn đang rất muốn hiểu coi là cái gì nó đang đến vậy, trước mặt mình là ai vậy, đây là câu chuyện gì vậy, kiểu kiểu vậy đó. Bạn muốn làm rõ để bạn quyết định coi có đi tới hay không, không sao cả. Ừ, chẳng thành vấn chẳng chẳng thành vấn đề, nó là hợp lý, nhưng mi vẫn thấy là như vậy. Vì ở đây cái lá bài cuối cùng mới lấy là the moon. The moon là mặt trăng, nó thể moon và bốn kiếm này, mặt mặt trăng, wow, trăng khuyết, còn bên này thì trăng tròn. Nó đang cho mình có một cái cảm giác là thực sự ra cái điều mà đang xảy đến trong cuộc sống của tụi bà số 3, bất kể là gì, vì đây là trải bài chung, công việc mới hay là đối tượng mới hay là một cái dự án mới hay là một con đường mới, bất kể, nó là cái điều mà bạn hằng mong muốn, bạn hằng mong chờ, kỳ vọng, mơ ước bấy lâu nay, phải không? Cảm giác vậy. Nhưng mà từ bạn hơi cẩn thận thôi, bạn muốn suy nghĩ cho kỹ thôi, nhưng mà hình như nó khớp với cái nhu cầu trong lòng của bạn, phải không? Ừ, kiểu vậy. Thấy thấy bạn bạn cho mình nhìn kỹ một chút xíu nhé. The Moon và Knight of Pentacles. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 3 thấy rõ năng lượng của lá bài The Moon and Nine of Pentacles và dấu hiệu tụ ba đang đi đúng hướng. Tụ ba muốn quyết định lắm rồi nhưng mà vẫn còn lần chừng lừ chừ đây nè. Eight of Pentacles, rồi Seven of Swords, The Tower. Sợ là đúng rồi. Khi cái lá bài The Tower là mình thấy là bạn sợ là đúng thôi. Rồi để coi Six of Swords. Nó giống như là tụ ba đó. Bạn chịu khó, bạn chịu khổ lâu rồi, đâm ra nó sinh ra thành là một cái thói quen luôn. Nó thành một cái nếp của các bạn, nó thành một cái sự vững bền của các bạn tụ ba luôn. Lúc nãy mình vẫn đưa ra một cái ví dụ là bạn kẹt trong cái đường hầm lâu quá, giờ bạn đi cuối đoạn đoạn đường hầm rồi, thấy cái ánh sáng này không tin nữa, không chừng là ảo giác. Kiểu kiểu vậy. Cho nên ở đây mình đang nhìn thấy là bạn cân nhắc rất là nhiều khi ở đây hẳn rồi. Hẳn rồi, nó sẽ phải là một cái sự thuận lợi mới, hoặc thậm chí có thể là bạn sẽ thấy là tự nhiên không, nó xuất hiện, có một ai đó xuất hiện, hoặc là một cái cách mới nào đó nó xuất hiện,
hoặc là một cái lời đề nghị, một cái lời hướng dẫn, một cái lời khuyên nào đó được người ta xung quanh đưa ra cho bạn. Nhưng mà vì bạn đã tự thân vận động nó quá lâu đi, đến mức độ là cái sự an toàn nó làm cho bạn hồ nghi luôn á, cả cái món quà vũ trụ gửi đến cho các bạn. Cảm giác như thế này nè tụ ba, bạn muốn bạn tự chịu trách nhiệm cho cái việc này, bạn muốn tự bạn tìm cách, bạn muốn bạn tự cố gắng, nhưng mà điều nó có nó chưa nó thực sự chưa chuẩn mà đó. Bạn đang rất là mông lung, bạn đang cảm thấy nó rất là mờ lối cơ mà đó. Đâm ra là thực sự ra ngay ở đây, ở bên dưới nó có một cái lá bài là hai ly nè. Bạn sẽ nhìn thấy cái người đằng sau này, đằng sau nha, có nghĩa là got your back, là hỗ trợ cho các bạn tụ ba đó. Nhưng mà đều bạn cũng không chắc ăn lắm. Vậy thì tóm lại mi thì mi không dám ý kiến về cái việc là bạn có nên nhận cái sự trợ giúp của người này hay không, nhưng mà biết đâu là cái sự trợ giúp không hẳn là người này, mà có thể là một cái cách thức, một cái phương pháp nào đó, một cái lời khuyên nào đó từ cái người đó, thì cho các bạn không có dám ý kiến là bạn có nên nhận hay không. Nhưng mà ở đây mình đang thấy là bạn đã chịu khổ, bạn đã cố gắng, bạn đã nỗ lực đủ lâu rồi, mà bây giờ chỉ cần là bạn xác nhận xem coi là người ta có ích hay không, người ta có thật lòng hay không, kiểu vậy, thì cái đó là cái quyền quyết định của các bạn thôi. Mà cảm giác như là lá bài Akasha là một cái lá bài mà vũ trụ xác nhận với các bạn á, cái người này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, cái hướng này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, cái cánh cổng cũng chẳng phải ngẫu nhiên xuất hiện, cái ánh sáng cũng chẳng phải ngẫu nhiên xuất hiện. Đấy là điều bạn tìm kiếm, bạn cần. Như lúc nãy mới có nói mặt trăng đây nè, điều bạn mong ước đây mà. Đó, thành ra là có một cái cảm giác là vũ trụ vẫn có một cái hướng như kiểu là bạn nên nhận những cái sự trợ giúp này, cho bạn đỡ vất vả, cho bạn đỡ nhọc thân, cho bạn yên ổn hơn một chút xíu. Nó giúp bạn rất nhiều cho cái việc bạn đi cái chặng kế tiếp start up, và bạn gầy dựng mọi thứ nó thuận lợi, nó dễ hơn các bạn tụi bà số 3 đấy. Cho nên rốt cuộc hỏi là bạn có đang đi đúng hướng hay không, thì nếu như không có đi đúng hướng thì sao có ánh sáng, sao có người xuất hiện giúp, sao có người hỗ trợ được đó. Nhưng mà chẳng qua bạn đang chưa tin họ, bạn chưa xác nhận, thì bạn cứ xác nhận, bạn cứ tin thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng không cần phải quá căng thẳng, vì ở đây là cái lá bài 4 kiếm, vẫn là thôi cứ nghỉ ngơi thả lỏng đi, kiểu cầu được ước thấy để mà bạn cân nhắc. Ở đây mình có cảm giác bạn cần thêm vài ngày là tối thiểu, không khéo đâu là vài tuần nữa, để bạn cân nhắc cái việc này rất kỹ. Mà khi bạn cân nhắc rồi, bạn là cái người chấp nhận được cái cánh cổng mới này, bạn là người chấp nhận được cái sự trợ giúp, bạn là người chấp nhận được cái sự thay đổi của bản thân của mình, thì mình nghĩ rằng là lúc đó mọi thứ nó mới thuận lợi, nó thông thoáng, nó hanh thông cho tụi bà số 3. Nhưng mà đó là cái diễn biến tự nhiên của cái mạch năng lượng của một con người là chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì mi thấy trước thì mi nói như vậy, chứ không có nghĩa là mi kêu các bạn thế nào nha. Mi đang thấy cái mạch này bạn sẽ đi theo cái hướng đó, có thể là mất cho bạn khoảng một vài tuần nữa để bạn có thể hoàn toàn là thay đổi cái quan điểm và suy nghĩ của mình, để bạn chấp nhận cái hiện thực mà nó thuận lợi đang chuẩn bị mở ra cho bạn, để nó đảm bảo bạn vững hơn trong công việc hay trong cuộc sống hay trong bất kỳ cái câu chuyện gì đó mà bạn cứ kết nối câu chuyện thật của mình giúp mình, nó vững hơn cho bạn. Thì lúc đó mặt trời nó sẽ chiếu trên con đường của bạn, mặt trời nó sẽ tỏ sáng ra, nó sưởi cái hơi ấm và nó soi đường để cho tụi bà số 3 thấy đường rõ luôn á, để làm việc tiếp, để quyết định tiếp, để đi tiếp, để xong thành tiếp hay bất kể cái gì. Rồi vậy nhá, tụi bà số 3, để đây mình sẽ xin ngừng. Chúc bạn mọi sự hanh thông, thuận lợi, và cũng như cái quá trình năng lượng của bạn nó sẽ chuyển hóa một cách phù hợp nhất, để bạn có những cái quyết định, để bạn có những cái suy nghĩ, phân tích hay là chiến lược riêng của cá nhân bạn, mà nó mang lại kết quả tốt nhất cho tụi ba. Mình ngừng ở đây. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình, bấm like yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụi bà số 3, bạn có một cái trải bài phước lành đẹp nhất đấy. Bye bye tụi ba.